Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 15 tháng 9 đã đi tàu tới Kiev để trao đổi với giới chức nước chủ nhà, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, về tăng cường hợp tác. Đây là lần thứ ba kể từ khi chiến sự tại Ukraine bùng phát, bà von der Leyen đã đến Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine. Sau khi đặt chân xuống nhà ga Kiev, bà von der Leyen viết trên Twitter, nhiều điều đã thay đổi, Ukraine giờ đây đã là ứng viên gia nhập EU, đồng thời bà tuyên bố sẽ thảo luận với ông Zelensky và Thủ tướng Denis Šmihal về cách thức giúp nền kinh tế và người dân giữa EU và Ukraine gần nhau hơn trong khi Ukraine tiến đến việc gia nhập khối. Trong cuộc xung đột tại Ukraine, các quốc gia thành viên EU ủng hộ Kiev mạnh mẽ. Các nước này đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Nga, cũng như viện trợ cho Ukraine cả về kinh tế lẫn quân sự. Trong thông điệp gửi đến người dân EU hôm 14 tháng 9, bà von der Leyen tuyên bố cuộc xung đột tại Ukraine không chỉ đơn thuần diễn ra giữa Moscow và Kiev, mà còn nhằm vào năng lượng, nền kinh tế, giá trị và tương lai của EU. Bà khẳng định Nga sẽ thua và châu Âu sẽ thắng, đồng thời nhấn mạnh đây là lúc chúng ta cần thể hiện quyết tâm, chứ không phải nhân nhượng.